người nói chó trời sinh là bạn tốt của con người. Nhưng mà tôi và anh ta nè, đừng có chơi tao nữa, đi đấu đá lẫn nhau. Đi đi cậu hai, có ngon đừng nhúc nhích. Sao hả sếp? Không cần phải sủa dội đâu, tao đã khống chế hết cục diện rồi. Điểm hợp nhau duy nhất là cả hai đều thích ngắm gái và chọn gái thôi. Nhưng mà nói tới chọn bạn gái, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ, một lòng với tình yêu chung thủy cả đời. Cô gái này nói là muốn có một tình yêu oanh liệt, vừa đẹp vừa quyến rũ. Cua cũ đi, không biết ngại cũng phải cua cho được. Không cua đi, tụ cua đi. Nói anh nghe, cái quần ướt này có cái gì đó? Có dở. Ê, thôi khỏi, thôi khỏi. Có những chuyện nếu anh không nói, người ta sẽ không bao giờ biết đâu. Anh đã thích em rồi. Biết sao, nghe thấy rồi la lớn vậy. Nhưng cua được rồi thì nói tính cách không hợp, hở chút là đòi chia tay. Anh không biết thì ra ở bên anh em không vui tới vậy. Em chịu cực lắm hả? Hay là chúng ta chia tay đi. Bộ đẹp trai lắm hay sao? Hết cô này tới cô khác thích vậy? Tôi thấy thích anh lắm đó. Có được không? Cái gì có được không? Tôi hỏi có được không? Không được. Thật sự không được. Thật sự không được. Tôi đã đem lòng thích một người. Anh là bạn trai của bạn hơn tôi. Tôi biết tôi và anh vô diễn không có cơ hội đi tới. Hai người sao lại đến với nhau được trời? Điên mà. Nhưng như vậy tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Tội lỗi nhất là liên lụy luôn cả tôi. Mày không có cơ hội đâu. Nó sắp kết hôn rồi. Ghét kìa. Anh đi. Có phải như vậy không? Xin lỗi, tiền thuê nhà này cô coi đủ chưa? Tôi không muốn cô cứ phải tính tôi giúp cô bao nhiêu, cô hại tôi bao nhiêu. Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện vì người mà tôi yêu. Tôi vẫn còn thích anh Thạch. Phiền quá đi. Một mới một cũ, tình yêu là mơ phân trước sau giùm đi. Quên giới thiệu, tôi là Godki. Đây là Đậu Đậu, bạn gái của tôi. Đây là chủ của tôi, anh Thạch. Đây là Win. Cổ là Xuân Sinh. Còn bộ phim này tên là Chú Chó Thông Minh. Bộ phim Chú Chó Thông Minh phát sóng lúc 12 giờ ngày 7 tháng 1 chỉ có trên SCTV 9.